Xin chào các bạn đã đến với Techmag. Trong bản tin Tech News ngày 1 tháng 7 sẽ có những nội dung như sau. Tổng thống Donald Trump gỡ lệnh cấm với Huawei. Xuất hiện hình ảnh trên tay Samsung Galaxy Note 10. iPhone 11 giả đang được bán tại Trung Quốc. Smartphone giá rẻ sẽ có cảm biến vân tay dưới màn hình. Tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Nhật Bản vào chiều ngày 29 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ cho phép Huawei trở lại mua hàng hóa từ các doanh nghiệp Mỹ. Ông Trump thừa nhận các nhà cung cấp Mỹ không hài lòng với chính sách cấm Huawei vì những công ty này đang bán một lượng sản phẩm khổng lồ cho công ty Trung Quốc. Động thái này có thể mở đường cho Huawei khôi phục kinh doanh, phát triển sản phẩm mới thuận lợi hơn. Tuy nhiên, ông Trump cũng tuyên bố vẫn chưa thể đưa Huawei ra khỏi danh sách các công ty có khả năng đe dọa đến an ninh quốc gia. Ông Trump cho phép các hãng công nghệ Mỹ bán hàng cho Huawei, nhưng rào cản không được gỡ bỏ hoàn toàn. Hãng công nghệ Trung Quốc sẽ chỉ được phép mua các thiết bị được cho là không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia từ các doanh nghiệp Mỹ. Cùng với đó, Mỹ tiếp tục cấm mua hoặc sử dụng thiết bị viễn thông do Huawei sản xuất. Tuyên bố mới đến từ người đứng đầu Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh khá căng thẳng. Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham nói rằng, Thượng viện sẽ không hài lòng nếu có quá nhiều sự nhượng bộ được đưa ra cho Huawei. Còn Chủ tịch Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow chia sẻ, hiện tại những gì đang diễn ra chỉ đơn giản là nới lỏng cho hàng hóa nói chung. Huawei vẫn sẽ nằm trong danh sách thực thể có kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt và trong trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia sẽ không có bất cứ giấy phép nào. Còn gần 2 tháng nữa mới đến ngày ra mắt, song những hình ảnh thực tế của Galaxy Note 10 được chia sẻ rộng rãi trên mạng Internet từ nhiều nguồn khác nhau. Mới đây, trang Twitter TechTalk TV đã chia sẻ những hình ảnh trên tay khá rõ nét về chiếc flagship tiếp theo của Samsung. Theo hình ảnh rò rỉ, thì Galaxy Note 10 sẽ có màn hình lớn với thiết kế tràn viền, với đường viền ở bốn cạnh của máy đều rất mỏng và gần như là biến mất trong điều kiện sử dụng thực tế. Thiết kế camera dạng đục lỗ vẫn được Samsung tiếp tục duy trì cho các chiếc smartphone Galaxy Note của mình giống như với dòng S trước đó. Thay vì đặt camera là sang một bên như là Galaxy S10 hay là S10 Plus, thì lần này Samsung lại đặt cụm camera nằm ở chính giữa, gây không ít tranh cãi cho người dùng mặc dù kích thước của nó đã có phần nhỏ hơn nhiều. Ở mặt sau, Galaxy Note 10 sẽ có 4 camera, trong đó bao gồm cảm biến tiêu chuẩn, camera tele, camera góc rộng được đặt thành một cụm theo chiều dọc. Riêng cảm biến TOF dùng để xác định khoảng cách tới vật thể được xếp thành một chấm nhỏ gần vị trí của đèn flash LED. Ngoài ra, TechTalk TV còn tiết lộ Samsung sẽ gọi phiên bản có màn hình lớn hơn là Note 10 Plus chứ không phải là Note 10 Pro như những tin đồn trước đó. Nguồn tin từ CNET cho biết Galaxy Note 10 sẽ được ra mắt vào ngày 7 tháng 8 tại New York ở Mỹ cùng với các mẫu đồng hồ thông minh cũng như là loa thông minh thế hệ mới của Samsung. Như thường niên, đến tận tháng 9 thì Apple mới chính thức trình làng những chiếc iPhone mới của hãng. Nhưng bây giờ, chẳng cần phải đợi tới tháng 9 để Apple ra mắt sản phẩm. Ở Trung Quốc thì iPhone 11 với cụm camera hình vuông như rò rỉ trước đó đã bắt đầu được bán ra với 3 màu riêng biệt, bao gồm là màu trắng bạc, màu xám và màu vàng. Việc một số nhà sản xuất hay nhái lại các sản phẩm từ táo khuyết để bán ra với mức giá rẻ bèo là điều không quá ngạc nhiên nữa rồi. Nhưng trường hợp đó là những sản phẩm đã được công bố hay là những sản phẩm cấp thấp hơn. Lần này thì thị trường Trung Quốc rõ là chơi trội khi bán ra iPhone 11 còn sớm hơn cả Apple nữa. Thậm chí còn không ngần ngại để luôn logo của Apple lên sản phẩm nhái. Những chiếc iPhone 11 được làm nhái sử dụng thiết kế giống y hệt những thông tin rò rỉ gần đây với viền màn hình siêu mỏng cụm camera hình vuông phía sau lồi lên bên góc trái của máy. Hiện chưa biết sản phẩm chính thức của Apple sẽ như thế nào, có thật sự giống với mẫu máy được làm nhái hay không. Còn phía Apple thì vẫn chưa có bất cứ những thông tin nào về sản phẩm mới của mình bên cạnh hàng tá những tin đồn đoán xảy ra hàng ngày. Cảm biến vân tay dưới màn hình trong năm 2019 không còn là một thứ công nghệ gì đó quá xa lạ. Tuy nhiên thì hầu hết chúng đều được áp dụng trên những thiết bị ở phân khúc giá cao với những sản phẩm được sử dụng tấm nền OLED. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện sẽ khác khi mà BOE, một công ty chuyên sản xuất màn hình, tuyên bố rằng họ sẽ áp dụng cảm biến vân tay trong màn hình lên hàng loạt những tấm nền LCD vào khoảng cuối năm 2019. Đây được coi là một bước đột phá với thị trường smartphone tầm trung và giá rẻ khi mà chi phí sản xuất của màn hình LCD cũng rẻ hơn nhiều so với màn hình OLED. Theo DigiTimes, điện thoại thông minh sử dụng tấm nền LCD chiếm đến 85% số lượng xuất xưởng vào năm 2018. Trước đó, rào cản lớn nhất để đưa công nghệ cảm biến vân tay dưới màn hình vào tấm nền LCD đều nằm ở độ dày của nó. Nhưng nếu tuyên bố trên của BOE là sự thật, thì rất có thể chỉ trong vòng một năm tới thôi, chúng ta sẽ nhìn thấy những chiếc điện thoại giá rẻ cũng sẽ được sở hữu cảm biến vân tay dưới màn hình. Vừa rồi là những chia sẻ của Techmag trong bản tin Tech News ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Nếu cảm thấy video này là thú vị, thì các bạn hãy nhớ chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube của Techmag để xem nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Techmag.